ngày mai tóc anh đôi qua quãng đường dài về thành đô anh mua áo cưới ta cho nhau xin dừng ngày mai ta yêu đời ta yêu người ta yêu mình và bây giờ để cho Huy trả lời cho tất cả quý vị là một nhạc phẩm theo lời yêu cầu của chị Bích Duyên, đó là một nhạc phẩm mà đã được tất cả quý vị thương yêu trong nhiều năm vừa qua và từ năm 2000 đến giờ, một bài hát thơ của nhà thơ Phan Thành Tài, nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng, xin gửi tặng đến chị Bích Duyên cũng như tất cả quý vị khán giả tại đây bài hát có tên đề Anh Còn Nợ Em. Xin mời quý vị.